Xin được kính chào các bạn khán giả của kênh Tất Trần TV. Tôi đang có mặt tại thôn Bình Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Đây là khu vực gần nhà của cầu thủ U23 Việt Nam Dũng Quang Nho, người có lẽ là đã quen mặt thuộc tên với rất nhiều những người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong quãng thời gian vừa rồi. Dũng Quang Nho là cầu thủ đội trưởng trong màu áo của U23 Việt Nam thi đấu tại U22 Đông Nam Á tổ chức tại Campuchia và đã giành một chức vô địch vô cùng ý nghĩa. Ngoài ra Dũng Quang Nho cũng góp phần có mặt trong đội hình của U23 Việt Nam vô địch SEA Games và gần đây nhất là thành phần của U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á. Và mình đã di chuyển quãng đường từ Đắk Lắk, nơi có nhà của cầu thủ đồng đội Dũng Quang Nho đó chính là Phan Tuấn Tài, đến đây với một quãng đường khoảng gần 10 tiếng đồng hồ. Thực sự là cũng rất là lâu lắm rồi mình đi di chuyển một quãng đường như thế trên một chiếc xe giường nằm, một trải nghiệm có lẽ là cũng rất là thú vị. Và đến đây thì các bạn có thể quan sát được khung cảnh thời tiết ở đây là một thời tiết, lúc mình đến đây thì trời rất là nắng nhưng mà do ở vị trí gần biển nên là thời tiết thay đổi rất là nhanh. Bây giờ thì đã trời chuyển mây xám và chuẩn bị mưa, nhưng không sao, điều đó không ngăn cản được bọn mình. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là đến nhà Dũng Quang Nho như nào. Ô, trông tưởng Dũng Quang Nho anh em ạ. Đây là anh trai em trai anh trai. Đây là anh trai Dũng Quang Nho. Mình vừa mới liên lạc Dũng Quang Nho thì Nho có nói là có một người anh đến đón. Và em là tên là gì? Em tên Tiến. Tiến à? Dạ. Tiến. Thế bây giờ Tiến sẽ đưa mình vào tận nhà Dũng Quang Nho. Tiến thể bỏ khẩu trang cho anh xem. Các bạn nhìn thấy Tiến xem có giống Dũng Quang Nho. Đấy, rất giống Dũng Quang Nho đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển vào thăm nhà Dũng Quang Nho xem như nào các bạn nhé. Giờ anh vô nhà lắm. Các bạn thân mến, như vậy là Tiến, anh trai của Nho đã đưa mình đến khu vực thôn xóm, gọi là đúng là xóm, nơi mà Nho sinh ra lớn lên. Thì đầu tiên Tiến có thể chia sẻ cho mọi người biết được là Tiến là anh trai thứ mấy của Nho và nhà Tiến thì có bao nhiêu anh chị em? Dạ, em kính chào tất cả khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Dũng Văn Tiến, anh trai thứ tư của Nho. Nhà mình thì có 6 anh chị em, 5 trai và 1 gái. Dạ. 5 trai 1 gái. Dạ. Tức là Nho là đứng thứ mấy trong nhà mình? Dạ, nếu mà tính theo thứ thì Nho đứng thứ 5. Thứ 5? Dạ. Tức là còn một em út nữa? Dạ, em út. Đấy, tức là Nho là áp út. Dạ. Đấy, các bạn đã biết được là Nho là người áp út, nhà có 6 anh chị em. Thì em có thể cho biết được là đây là xóm mà có phải là gia đình mình gọi là Nho sinh ra lớn lên ở đây không? Dạ, ở đây thì từ nhỏ tới giờ thì gia đình sống tại chỗ này luôn. Nho là người gốc sinh ra ở đây anh. Ở đây thì gồm những người đồng bào như nào? Dạ, trong xã này thì nguyên một xã là toàn là những người đồng bào Chăm. Đồng bào Chăm? Dạ. À, tất cả ở đây là đều, dạ, đồng bào đều theo sống. Tôn giáo Bà Ni. Tôn giáo Bà Ni? Dạ. Tôn giáo Bà Ni. Đây các bạn hãy cùng di chuyển của mình cùng với cả Tiến. Đây là khu vực mà đường đi vào nhà Nho. Ở đây các bạn mình bên cạnh thì có một cái gọi là khu vực này, khu vực ngã tư. Trước khi vào nhà Nho thì có một ngã tư ở đây. Đó, bạn hãy cùng di chuyển vào đây. Xóm này có thay đổi nhiều không em? Dạ, cũng thay đổi nhiều. Thay đổi nhiều? Dạ. Lúc trước thì ít nhà, bây giờ nhà nhiều quá. Ừ. Đây, thì các bạn thân mến là đây là nhà của Nho. Đó, nhà của Nho thì lúc này đang xây dựng và đang chờ đợi để hoàn thiện. Thì lúc này bọn mình đang đến. Nhưng mà trước khi chúng ta vào tham quan nhà Nho thì anh cũng được biết là nhà mình luôn luôn có một cái gọi là cái tục lệ, đó là đi ra một cái nơi để luôn luôn là thờ cúng hay là cầu nguyện, đúng không? Em có thể giải thích cho mọi người hiểu được không? Dạ, vì theo phong tục của tụi em á, là theo tôn giáo Bà Ni, thì muốn làm cái gì đó hay là tục lệ gì đó thì mình phải thờ cúng. Thì ở cuối xóm thì có một cái nơi để thờ. Bất cứ gì cũng vậy, ví dụ Nho đi đá banh hay là trận đấu, trước trận đấu nào ba cũng tới đó cầu nguyện. Dạ, thế linh thiêng từ trước giờ rồi anh. Ok, dạ. Thế có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển qua đó để chúng ta tìm hiểu xem nơi đó là nơi như nào các bạn nhé. Các bạn thân mến, như vậy cũng rất là gần thôi. Thì đây đằng sau lưng mình có lẽ các bạn không khó để nhận ra một cái nơi cũng rất là đặc biệt, hình thù cũng rất là đặc biệt. Thì Tiến có thể giải thích cho mọi người biết là cái đây gọi là cái gì? Dạ, đây theo đặc trưng của
người Chăm tụi em á là nó là tháp này gọi là tháp Pa Tao Át. Dạ. Tại nhất có nhiều loại tùy mỗi nơi thì có tên gọi khác nhau, nhưng mà ở đây là tháp Pa Tao Át. Dạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển bên trong. Nhìn thực sự là nhìn thì cũng rất giống với những cái kiểu đền chùa của những người đồng bào khác đúng không? Cái này thì nó có từ lâu chưa? Dạ, từ lúc bọn em, từ lúc dân tộc mình đến đây đúng không? Dạ. Dạ, cái này thì mới tu sửa lại anh ạ. Lúc trước thì rất là cũ, bây giờ người dân gom góp tiền lại rồi nhà nước tài trợ một phần nữa mình tu sửa lại cho nó nè. Xây cổng cái gì. Ở đây thì những cái dịp như nào thì mọi người đến đây để có mặt để cầu nguyện. Dạ, những dịp nói chung là mấy cái lễ lớn cầu mưa, hoặc là trong cái họ hàng làm cái gì đó thì mình muốn cầu may mắn gì đó là mình phải liên hệ mình tổ chức, chỗ này nó linh thiêng. Dạ, nên tổ chức nó. Đây chắc là nơi chính điện đúng không? Dạ. Đấy, chúng ta cùng nhìn vào bên đây thì bạn thấy là một cái hình ảnh cũng rất là đặc thù quen thuộc của người đồng bào Chăm mình đúng không? Thế những cái có phải là những cái trận đấu mà quan trọng của Nho thì mọi người đến đây không? Hay là như nào? Dạ, nói chung là những cái trận đấu mà tất cả những trận đấu của Nho luôn là ba em thường vào đây để cầu nguyện. Tức là cả trận đấu của Hoàng Gia Lai hay là trận đấu của bất kỳ cả đội tuyển U23 luôn. Rất đặc biệt các bạn ạ. Mà nơi mà tất cả các cái trận đấu quan trọng của Nho thì mọi người đều vào đây. Thế ngoài ra thì thế còn lúc mà Nho về đây thì Nho có đến đây để cầu nguyện hay làm gì không? Dạ, đối với Nho thì mỗi lần về là phải bắt buộc vào đây, tại vì Nho rất là thở cái chỗ này, tại vì cái này thì nhỏ giờ là giúp rất là nhiều, tại vì mình cũng bên dân tộc mình nên mình cũng tin tưởng. Nho về đây là không có quên chỗ này, phải chạy vào tới chỗ này trước. Dạ, ba dẫn tới chỗ này trước rồi phải cúng viếng người này nọ rồi chụp hình. Tóm lại về mặt tín ngưỡng thì có lẽ là các bạn thấy là cũng giống như những người dân tộc khác thì đồng bào Chăm cũng có một nơi riêng của mình để mong chờ những cái điều bình an tốt đẹp. Đấy. Anh được biết là Nho cũng có một cái sân bóng tuổi thơ ở đây ươm mầm cho cái tài năng. Thì bây giờ có lẽ chúng ta di chuyển đến đó đúng không? Dạ. Ok, chúng ta cùng di chuyển đến sân bóng ươm mầm tài năng của Nho. Đây là sân bóng đầu tiên Dụng Quang Nho đặt chân vào đây để đá bóng. Tiến có thể chia sẻ là đây là sân bóng ý nghĩa như thế nào đối với Dụng Quang Nho nhà mình? Dạ, theo như em biết là trong nhỏ giờ là ở đây có một sân này thôi. Dạ, lớn lên thì tất cả những trẻ con trong cái xã này đều tập trung về cái sân banh này. Dạ, tại vì ở dưới đây là rất là đam mê bóng đá, thì có bóng đá không có gì hết. Đều tập trung về đây hết luôn. Từ bé là Nho đã ra đây để chơi bóng rồi đúng không? Dạ. Thế em là anh trai của Tiến cùng với một số anh nữa thì lúc mà ra đây thi đấu cùng Nho thì đã nhìn thấy Nho là đá bóng tốt hay chưa? Dạ, lúc đó thì Nho đã tốt rồi nè, tại vì từ nhỏ lên là Nho đã bộc lộ cái tài năng mình đã thấy rồi. Từ bé đã thấy cái tài năng rồi. Các bạn thấy mình là anh cũng rất là quan tâm, là không biết là cái mặt sân này nó từ xưa giờ nó vẫn thế hay là nó thay đổi nhiều không? Dạ, từ xưa giờ vẫn như thế này. Vẫn như này. Dạ. Đấy, các bạn thấy là Nho khởi nghiệp, gọi là khởi đầu cái đam mê của mình bằng một cái sân bóng như này. Ở đằng xa các bạn nhìn thấy có những cái chú bò cũng đang gặm cỏ nữa. Đấy. Rất hay. Và khung thành này là khung thành mà từ xưa giờ đã thế đúng không? Dạ đúng. Tức là từ bé đã đá Nho đá sân 11 luôn rồi. Dạ. Đấy, các bạn thấy là từ bé là Nho đã làm quen với một mặt sân rất là rộng, khung thành rất là to. Đây, các bạn đi ra khu vực này các bạn sẽ thấy là khung thành rất là rộng. Đương nhiên là nếu mà nói về cái mặt sân thì nó sẽ rất là xấu, nhưng mà được cái là thỏa niềm đam mê bóng đá. Đấy, khung thành đây các bạn, rất là to, rất là rộng.
Và từ bé là Nho đã được nuôi dưỡng cái niềm đam mê của mình như thế này. Bây giờ thì khi mà trở về đây thì Nho có thi thoảng hay ra đây để nhìn lại hay thăm thú lại không? Dạ, đối với Nho thì thể lực rất là quan trọng. Khi mà mỗi lần về quê thì lúc nào Nho cũng xỏ giày ra đây tập chạy sáng hay là chiều, và tập thêm giáo án của câu lạc bộ đưa ra, không bao giờ bỏ. Tức là dù có về nghỉ nhưng mà vẫn ra đây để duy trì cái thể lực. Nó điều rất tuyệt vời. Hồi bé là Nho ngoài sau khi mà bộc lộ cái tài năng ở sân bóng này thì khi mà trưởng thành lên một tí nữa, học cấp 1 hay là lớn lên một tí nữa thì có một cái kỷ niệm gì đáng nhớ ở thời tiểu học hay là gì không? Dạ, đối với Nho thì kỷ niệm đáng nhớ thì ở đây thì chiều nào, ngày nào cũng ra đây tập thể lực, rồi cùng mấy bạn cùng trang lứa, rồi lập nhóm để đá. Nói chung là có khi lứa tuổi Nho mà cho đá với lứa lớn tuổi dạ lớn hơn luôn, có khi là tụi em luôn á. À thì cũng đá được. Dạ cũng đá được. Ở sân này thì không có đèn như này thì chắc là bao giờ mà tối thì bao giờ gọi là không nhìn thấy bóng nữa thì mới dừng. Dạ đúng, dạ đúng rồi, đúng rồi. À chứ không bao giờ mà chán đúng không? Dạ đúng rồi. Rất tuyệt vời, các bạn thấy là thực sự là mình đi thăm nhà cầu thủ rất là nhiều, và có lẽ một cái điểm rất là chung với những cái sự trưởng thành cũng như là sự lớn lên của rất nhiều những cầu thủ của thành công, thành danh trong màu áo của đội tuyển, đó chính là việc là gần nhà luôn luôn có một cái sân bóng, dù là sân bóng xấu hay là sân bóng đẹp, nhưng mà rõ ràng đó là một cái nơi để khởi đầu cho một cái niềm đam mê bóng đá, ươm mầm cho một cái giấc mơ trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Hai bên đồng lúa thẳng cánh cò bay, ở giữa là một con đường đất. Tiến có thể giới thiệu cho mọi người biết đây là con đường ý nghĩa như nào với Nho nhà mình. Dạ, đây là con đường không chỉ ý nghĩa riêng Nho mà trong tất cả thành viên nam của gia đình em. Thì gia đình em thì lúc nhỏ ai cũng từng tham gia đá banh. Thì sáng nào cũng vậy, là đều mình chạy tập thể lực, là đều là vì bố kêu dậy khoảng 5 giờ là bố kêu dậy tập thể lực, chạy từ ngoài nhà ra đây, rồi sau đó mình quay về. Dạ. Có tính được là bao nhiêu km không? Dạ, lúc đó thì mình không tính được, cứ chạy thôi, chạy cuối đường rồi chạy về thôi anh ạ. Dạ. Bản thân em thì em thấy là quãng đường từ nhà mà ra đây thì có xa hay không? Dạ em thấy nếu mà bình thường em thấy cũng không có xa lắm. Tại vì hỏi ông anh trai của Nho có lẽ là hơi thừa, bởi vì thực ra cả nhà Nho đều tập chạy từ 5 giờ sáng như thế, thì có lẽ là các bạn đủ hiểu là tại sao Nho lại có một cái nền tảng thể lực khỏe. Và thực sự là hình ảnh của Nho sau khi trở lại Covid góp mặt trong màu U22 tại giải U22 Đông Nam Á đã chứng minh cho điều đó. Anh hỏi thêm là 5 giờ sáng mà dậy chạy xong rồi quanh về thì là kết thúc cái cuộc chạy đấy vào lúc mấy giờ? Dạ kết thúc cuộc chạy em cũng không, nói chung là thời gian thì em cũng không nhớ rõ, nhưng mà về cũng phải tập trước sân, trước nhà là có cái hiên nhà. Dạ, về tập nhà thì ba luôn luôn chuẩn bị một trái bóng, rồi anh em cứ tập tập ở chiếc sân, khi nào mà tới giờ đi học hoặc là hè thì mình tập không có biết thời gian gì hết. Là mình chán mình vào, còn mà giờ đi học thì mình tập tới giờ đi học, tắm rửa đi học. Chứng tỏ là ba cũng là một người rất yêu bóng đá. Yêu vận động, đúng không? Các bạn thấy là đấy, một con đường các bạn nhìn đi, đất bây giờ thì con đường này có thay đổi nhiều không? Dạ không anh, nó vẫn vậy, chỉ vẫn là hẹp vô một chút thôi chứ hẹp không, dạ chứ không vẫn có thay đổi. Đó, nếu ai muốn mà có một thể lực, nền tảng thể lực sung mãn như thế, sung mãn như Nho, hay là những cái người trong gia đình của nhà Nho, có lẽ là các bạn nên thử trải nghiệm một lần chạy đây đi. Và anh hỏi một chút là người đồng bào của mình bây giờ những cái cánh đồng như này mọi người vẫn làm việc từ xưa nay vẫn thế đúng không? Dạ vâng, từ xưa vẫn thế. Đó, cuộc sống của người đồng bào Chăm tại khu vực này, các bạn đến đây các bạn sẽ hiểu thêm rất là nhiều, và có lẽ là chúng ta cũng đã hiểu thêm được một trong những lý do mà Nho có một nền tảng thể lực sung mãn, đó là được cái sự rèn luyện từ rất bé. Em còn nhớ là mọi người, đặc biệt là Nho thì rèn luyện như thế từ năm bao nhiêu tuổi không? Cái việc chạy bộ dậy sáng 5 giờ như thế. Dạ, từ lúc bé thì Nho cứ cùng mấy bạn ra đá bình thường, nhưng mà từ lúc mà tập luyện mà nghiêm túc á, là lúc Nho thi đấu giải thiếu niên nhi đồng của tỉnh xong, tham gia giao cho huyện xong thì bắt đầu Nho vào khoảng, khoảng 9-10 tuổi. Dạ khoảng lớp 5. Lớp 5 là 10 tuổi. Khoảng lớp 5 xong á là
rõ ràng là một cái sự rèn luyện từ rất lâu rồi các bạn ạ. 10 tuổi đã chạy như này rồi. Bản thân mình thì cũng di chuyển qua đây bằng xe máy, các bạn có thể nhìn thấy. Và quãng đường không gần. Đấy. Rõ ràng là chúng ta đã biết thêm một chi tiết nữa rất đặc biệt về Dụng Quang Nho. Các bạn thân mến, ngay bên cạnh mình đó chính là chú Dụng Kít, đúng không ạ? Bố của Dụng Quang Nho. Vậy thì bọn mình đã khám phá xong rất là nhiều những cái khu vực lân cận của nhà Dụng Quang Nho. Nhưng mục đích lớn nhất là khi đến đây, đầu tiên chúng tôi là muốn đến thăm nhà của Dụng Quang Nho. Và bây giờ thì căn nhà đang trong quá trình hoàn thiện rồi. Đầu tiên thì cháu rất cảm ơn chú đã đồng ý cho bọn cháu được ghi lại những video để tìm hiểu thêm về cuộc sống bên ngoài sân cỏ của Dụng Quang Nho. Chú thể cho cháu hỏi thế là chú tên đầy đủ là gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Chú năm nay là 53 tuổi. 53 tuổi. Chú sinh năm 1996. Dạ. 53 tuổi. Dạ. Và cái chú có thể chia sẻ một chút là trong một cái lý do mà mong muốn của Nho là sửa cái ngôi nhà này là vì sao ạ? Ngày xưa thì nhà mình như nào ạ? Chú có mô tả mọi người dùng. Xưa nhà cũng là nhà xây mà nó bị xuống cấp dột nát rồi. Vâng. Thì nói chung là mỗi lần Nho về thăm nhà thì Nho cũng buồn. Đôi lúc thấy cha mẹ rồi mưa gió không có nhà ở. Đôi khi phải nói chung phải nằm ở ngoài hàng lang thôi. Nho thấy vậy thì Nho cũng nói thôi, ước làm sao cho ba mẹ được cái nhà mới khang trang để cho sau này bạn bè rồi tới mừng này nọ, để cho có nhà coi như là ở đồ khách khứa rồi ta tới nhà rồi có nhà ở. Cho nên là Nho mới động viên nói mình với chú thôi, bây giờ anh nói với tôi là coi như là cũng như con nói với cha thôi, ba tạo điều kiện như thế nào là, nhưng mà lúc đó thì chú cũng quay mượn của ngân hàng thôi, đó ngân hàng nông nghiệp, chú có sổ đỏ ngân hàng này, đó sổ đỏ ruộng á, thì chú mới thế sổ đỏ, cùng Nho đóng góp là như thế này, là cũng như là Nho cũng cái lương Nho dành dụm thì cũng bao nhiêu đâu, Nho thì nói chung cũng gắng dành dụm, Nho không dám xài số tiền đó, tại Nho ước muốn là để có số tiền để phụ ba mẹ cất nhà rồi, thì lúc đó Nho cũng gắng nhịn đồ, gắng dành dụm đồ, thì Nho mới đầu tư vô để cất cái nhà. Dạ. Ngày xưa thì khi mà mỗi trận mưa đến thì nhà mình như nào ạ? Mỗi lần mưa đến thì nó dột ướt cả nhà luôn. Ngập ạ? Nắng thì nó nóng, mà mưa thì nó dột. Dạ. Rồi cái nước đường thì nó làm cao hơn nhà mình. Đường nước, cao hơn nhà nó tràn vào. Đường cao nước nó trào vô, trào vô nhà. Lúc đó đôi lúc phải lấy mưa ban ngày thì còn đỡ, mưa ban đêm thì chú phải lên, tôi sẽ lên coi như là tắt nước ban đêm ấy. Tắt nước ban đêm. Tắt nước cho ra. Có một lần Nho về thì thấy gì Nho cũng phụ tắt lại ba. Cho nên là nhiều lúc Nho cũng buồn lắm, Nho buồn, muốn như là cảm xúc Nho muốn chảy nước mắt luôn. Dạ. Thấy coi như là ba mẹ mình là coi như là cũng là dù như thế nào mình cũng là cầu thủ đó. Lúc đó Nho ở Hoàng Gia Lai á, ở câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, nhưng mà Nho suy nghĩ nói dù sao mình cũng có cái tiếng cầu thủ, nhưng mà để cho ba mẹ như thế Nho cũng buồn lắm, mỗi lần về là Nho muốn chảy nước mắt. Dạ. Các bạn thấy là cái mong muốn của Nho hiện tại đang được hiện thực hóa bằng một căn nhà. Có lẽ bây giờ thì chú giúp con cháu di chuyển và tham quan căn nhà của mình. Dạ. Đầu tiên thì cháu được biết là trước đấy nhà mình có một cái sân rất là rộng, và anh trai của Nho là Tiến có chia sẻ rằng là ngày xưa thì chú hay yêu cầu các con của mình là tập thể dục ở đó. Chú có thể chia sẻ là ngày xưa thì cái khu vực sân của nhà mình thì nó có được rộng hay không, và ngày xưa thì chú sử dụng cái mục đích cái sử dụng sân đấy nó như nào? Mục đích đó sân nó rộng hơn sân sân này nữa. Sân ngoại sân này thì rộng hơn. Lúc đó là nhà cũng nằm trong cái phạm vi đó thôi, nhưng mà cái sân nó rộng hơn, rộng to hơn. Thì chú cũng động viên mấy đứa con. Lúc đó là chú cũng mua bóng ở nhà sẵn. Dạ. Giày thì giày ở nhà,
thì con chú động viên mấy đứa con, thôi mấy con ra tập tập bóng, chuyền bóng đó, theo cái cảm xúc của chú thôi. Tức là xuất thân là chú cũng là một người rất yêu bóng đá, là, đúng không ạ? Yêu bóng đá, nhưng mà chú thì không có đá, nhưng mà chú là cái lương tâm của chú là lúc nào cũng đam mê. Đam mê. Ngày xưa chú có đá bóng không? Ngày xưa chú thì không có đá bóng. Dạ. Chú là có, nhưng mà không có đá là cũng đâu có nhịp đá. Dạ. Không có nhịp đá. Dạ. Chỉ yêu thôi. Là chỉ là thích đá bóng, nhưng mà đi lúc đó chú đi chăn bò thôi. Dạ, chăn bò. Chú là đá ở ngoài, cũng như là chi bạn bè ra đá thôi. Đá cũng là đá cấp đôi nữa, nhưng mà nói chung là không có bóng đâu. Thời chú là không có bóng đâu, mua trái bóng mũ về là mừng rồi. Dạ. Đó, lúc chú còn nhỏ. Cho nên chú khi mà chú lấy vợ thì chú được 5 đứa con. 3 trai trước. Rồi bên phong tục tập quán á, làm gì làm phải có gái. Để có gái làm nội. Dạ. Cho nên là chú là phải tìm sao được có một đứa con gái, cố gắng xong bắt đầu cái thì tính dừng lại rồi thì bà con dòng họ nói thôi, mình dòng họ mình ít quá không có con gái, thôi gắng thêm được một đứa nữa cho vui vẻ. Dạ. Lúc đó là chú cũng coi như là mình thấy coi như là mình nuôi con cũng vất vả quá. Dạ. Nhưng mà phải gắng, cuối cùng là sanh ra được Nho. Tức là cố gắng để có thêm một bạn nữ, nhưng bạn mà lại toi ra Nho. Nhưng mà ra là Nho. Nhưng lúc Nho ra nha, thì ngạc nhiên là Nho, tự nhiên Nho khi mà sanh Nho ra, Nho được có hai cái răng trước. Hai răng cửa trước? Hai cái răng dưới. Hai răng dưới, răng trước. Nho là có hai cái răng trước. Nhưng mà bác sĩ nói hiếm lắm, hiếm có. Tức là vừa sinh ra ạ? Vừa sinh ra là có luôn. Vừa sinh ra là có răng luôn. Vừa sinh ra là có răng luôn. Thì theo cái người mà hồi xưa là mấy người già, ta nghiên cứu từ xưa như người Tàu đó, là cái này là người đó là sẽ có tài. Có tài. Dạ, người trước khi Nho chưa có gì là người ta đã nói trước rồi. Dạ. Người đó sẽ có tài. Hồi lúc cái người Tàu, người Tàu rồi á, sẽ có tài. Dạ. Sau khi Nho lớn lên thì mình thấy Nho cũng đam mê. Cố gắng. Nho có một cách như thế này. Nho đi đâu đi, mình làm cha mình coi thời sự, thì lúc Nho đi đâu đi hết, đúng thời sự là Nho có mặt đó. Thời sự mà đó coi như là thể thao á, là có mặt Nho. Dạ. Tới nó dòm Nho, dòm bắt đầu cái Nho thường coi trong ti rồi lên mạng rồi này nọ, Nho nghe đài báo rồi bắt đầu Nho là coi như là cứ về mét lại ba, nói ba ngày mấy này là có ở đâu, VPF tuyển ở đâu, Hoàng Gia Lai tuyển ở đâu, rồi đó để cho rồi ba nói được, nếu con thích thì ba cứ dẫn con đi. Đó là đi thi nhiều chỗ lắm. Dạ. Đi thi Thủ Đức, hai cha con chở nhau từ Bình Thuận mà đi trưa nắng đi tới Hòa Thủ. Đi xe máy ạ? Đi xe máy, không không đi ô tô. Không đi ô tô. Nho đi ô tô là có một cái là Nho ưa say sóng. Say xe. Dạ, say xe. Rồi hai cha con chở nhau đi rồi cái thi xong. Nhưng mà cái người tuyển sinh đó nói cũng là Nho là người hoàn thành, nhưng mà không đủ cái điều kiện, không là không đủ số lượng. Không đủ số lượng mà để nhập vô. Tức là ít quá. Dạ. Cái số lượng ít quá. Ví dụ là muốn lấy 10 người đi mà số lượng có 2 người là không lấy. Rồi nó cũng tới coi như là thổ dai Nho rồi sờ đầu Nho nói tốt. Đó. Rồi qua Phan Thiết rồi cũng vậy, cũng tuyển rất nhiều nơi. Mà cũng đều là Nho là người nhiều người khen nhất. Ở sau này là Hoàng Gia Lai mới tuyển sinh tại Ninh Thuận. Rồi. Lúc đó là Nho báo cho ba biết, ba mai là tuyển tại Ninh Thuận. Rồi sao? Như ấy nó hỏi, nhưng mà sợ ba bất mãn, ba đi nhiều chỗ quá rồi. Nó nói rồi có được.
làm gì làm hai cha con mình đi sớm chút, đi sớm. Thứ nhất là mình sợ công an. Tại là lúc đó là mình sợ công an là cái gì mình chưa có bằng lái nè, mình sợ công an. Giờ hai cha con mới tranh thủ gà gáy là coi như là đi, đi. Hai cha con đi, đi tới cổng, cổng coi như là cổng mà cái sân bóng á, thì nó cũng cũng sáng rồi. Thì lúc đó là thủ tục chưa có làm đâu, hai cha con phải tranh thủ mua ổ ổ bánh mì cho con á, cho nho nó lấp bụng xong rồi để vô thi đấu, làm thủ tục vô thi đấu. Thì trong khi vô thi đấu á, thì nho tự nhiên á là trong vòng có 4 phút thôi, một người vô á là trong một 4 phút thôi, một chặng vô đó 4 phút thôi, ai được không được thì ra đó. Nhưng mà nho lúc nào là huấn luyện viên cũng cũng cầm nho lại, cũng cũng không cho nho nho ra. Tới buổi chiều, buổi chiều thì chú cũng nghĩ là con mình phải chắc chắn rồi, nhưng mà buổi chiều á nó lọc lại á, nó lấy 5 người mà trong đó là được 8 người, nó tức là đứng ra là 8 người, 8 người đó là coi như là hy vọng nhất. Nhưng mà chỉ nó rút lại còn 5 người thôi, 3 người loại. À, trong khi 3 người đó loại thì cuối cùng nó loại nho. Loại nho tức là nho là loại những vẫn còn là ghi nhận nhưng không có giấy mời trực tiếp. Nho không có giấy mời trực tiếp. Còn những người nào mà đậu á, 5 người kia đậu á thì có giấy mời trực tiếp. Chú lúc đó chú rất là buồn, chú nghĩ trời, lúc đó chú cũng nói sao con không chịu khó thêm chút xíu nữa mà để cho người ta rồi người ta đậu rồi mình cũng y như rớt. Thì lúc đó là có một cái ông đó là ông thông dịch viên ông đó tên ông Minh đó. Thì chú mới nói gì này, chú nói tiếng Việt lại ông Minh, nói bây giờ anh Minh, bây giờ anh được cho nho Dũng Quang Nho này chụp hình lại hai ông Pháp được không? Đó, ông Minh nói được. Lúc đó là ý chú là muốn làm sao để sau này mấy ông Pháp đi tuyển hết cả nước thì ông Pháp có thể mở hình ông ra là thấy nho này. Ý của mình là làm sao là để lúc nào là nho là ghi nhớ, để ông nhớ mặt. Lúc đó là ông Minh nó được thôi chụp thì ông Pháp đó ông chằn dây nho chụp. Thì sau cùng mới bắt đầu mấy ông đi gọi như là đi tuyển sinh hết luôn. Mới tổng kết lại là tình cờ là bữa đó chú cũng đi ngoài đường thôi. Rồi có điện thoại ở phòng của Hoàng Gia Lai á, mới điện về thì chú ơi, chú thầy phụ huynh của Dũng Quang Nho không? Nói dạ đúng rồi, thì ngày mấy này chú sẽ đưa cháu nó lên Hoàng Gia Lai để chung kết. Chú về chú mừng chú tướng nói. Rồi bắt đầu nó được rồi, bắt đầu cái chú thì lần đầu tiên chú đâu có biết đâu, chú mới hỏi xe này nọ, hỏi bà con ở ví dụ có người đứa em dòng bà con thôi ở làng xóm thôi lấy vợ ở Gia Lai mà đứa đó nó làm bác sĩ, đứa cháu nó là bác sĩ, mới hỏi tình em mới hơi lần lần nó bắt đầu lên trên đó. Lúc đó là phụ huynh đông lắm. Phụ huynh đông lúc đó nho đi tới đó là khí hậu nó ở trên đó là 6 tháng nắng 6 tháng mưa. Nho đi là gặp mưa. Trước khi vô cái sân đấu thử á, vô cái đăng sân đấu á thì bốn góc đều có coi như là mấy người tuyển sinh á. Có người nước ngoài. Rồi cái người Việt Nam mình là ngồi trên bàn ghế thôi. Nho vô là theo cái chú nghĩ á, nho vô là cái nghề chuyên, theo cái chú nghĩ là cái chuyên môn người ta mới biết được thôi, còn như mình là mình chắc mình không chấm được. Nho đi vừa nho đi là vô sân nho chỉ đá qua đá lại là nho đá vô một cái là mưa to quá thôi bãi là bắt đầu bữa sau là cũng mưa ban ngày tiếp. Thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ đưa đi vô phố, rồi có cái sân vòm á, thi đấu trong nhà, sân trong nhà luôn. Lúc đó là Nho lại
lúc đó là người ta đi lúc nào là xe hỏa nhân lai đưa đón đi hết. Thì hai cha con thôi bây giờ như vậy con đi là con sẽ sống con ấy không được đâu, con tập ba con đấu không được đâu, con thi không được đâu, thôi bây giờ để ba mượn xe của ông bảo vệ. Thì lúc đó ông bảo vệ tự nhiên ông thương mình rồi cái ông nói rồi được lấy xe tôi đi, hai cha con mượn xe chở đi á. Thì lúc đó là mấy ông tuyển hết rồi mà chưa có tới lượt của Nho đó, tuyển hết luôn, mình Nho là chưa bắt đầu nói hẹn buổi chiều. Thì lúc đó là ai cũng về câu lạc bộ ăn cơm, các phụ huynh rồi huấn luyện viên rồi đều về câu lạc bộ ăn cơm. Từ đó cách câu lạc bộ là khoảng 22 cây nhưng mà tao về hết. Hai cha con cũng nghĩ thôi, nếu về cũng vậy thôi, bây giờ con cứ nằm đây đi, ba đi mua nước cho con uống rồi dắt con ra ngoài đường này ăn này. Thì lúc đó là có một cái xe, cái ông đó là chuyên gia, ông đó là hồi đó là ông là giám đốc kỹ thuật đó, ông Nguyễn Quang Vinh, ông già rồi. Ông nói ủa sao người ta về hết rồi mà hai cha con cũng ở đây. Nói dạ thằng này nó bị sốt cảm. Ông kia mới nói không có sao đâu, nó đậu rồi. Mình nghĩ ủa sao con mình chưa có thi mà nó đậu, tức là bữa trước mà mình đã vô sân có mấy phút mà ba ông đã chấm rồi à. Đó, cho nên là buổi chiều là bắt đầu cái mấy ông tới là tập trung vô là đứng ra là để thông báo là người nào là trúng tuyển luôn à. Thì lúc đó báo lên là mình mừng, mình tưởng đâu là thi lại là sợ Nho nó có cảm xúc á, là nó thi không nổi. Lúc đó là chú buồn ghê lắm, buồn à. Nho mà như vậy mà cuối cùng mà nếu mà Nho mà về nhà không mà chắc chú buồn ghê lắm à. Cuối cùng là coi như là quà Nho là câu lạc bộ báo là Nho trúng tuyển. Rồi bắt đầu qua ngày mai là đi khám tổng quát rồi xong bắt đầu là có giấy trúng tuyển về nhà à. Rồi sau bắt đầu về báo ngày 16 tháng 8, lúc đó là ngày 16 tháng 8 là phải đưa Nho lên học, lên nhập học. Chú mới về rút học bả mà mấy cô giáo dạy Nho, trời ơi mừng ơi là mừng nói trời ơi, Nho là người xuất sắc nhất, học là cũng xuất sắc, học võ cũng xuất sắc nè, học trong trường học võ cũng xuất sắc mà đá banh này xuất sắc. Lúc Nho mà còn nhỏ là đá như đồng là Nho lớp 3 thôi, nhưng mà người ta lấy tới năm đá lận. Nho tham gia vô tới năm thứ năm Nho học tới năm mà lớp 5 á thì đá lại một lần nữa, thì Nho đá chung kết thì vô địch trong tỉnh á. Lúc đó là cô mới bảo như thế này, cô cũng nói giỡn rồi mà cô nói Nho con đừng có lên lớp 6, con ở lớp 5 đá lại một năm nữa à, đừng lên lớp 6 chứ, ở lại lớp 5 đam mê ghê lắm, cô nào cũng như là đam mê à. Nho là người Chăm tôn giáo Bà Ni, nhưng mà Nho không có học, từ nhỏ là không học ở đây. Nho tự nhiên là Nho phát biểu lên là nói là con học với lại người Việt thôi, người Kinh thôi đó, cho nên là lúc đó là đi xin trường với bộ à. đi xin trường cho Nho học, Nho tiếp xúc lại người Kinh nhiều nhất à. Các bạn thấy là chỉ một câu chuyện hỏi về cái sân gọi là sân nhà của mình thôi, nhưng mà bố của Dũng Quang Nho đã chia sẻ về một cái sự khát khao, một cái sự quyết tâm của cả hai cha con, từ cái chuyện đi thi tuyển khắp nơi cho đến cái chuyện là xin chụp ảnh với những huấn luyện viên người Pháp để lưu giữ lại những ký ức của Dũng Quang Nho. Và sau này thì mọi người đã nhớ đến Nho và gọi lại Nho, và bây giờ thì các bạn biết được là Nho đang cống hiến như thế nào cho bóng đá Việt Nam rồi, những cái thành tích vừa rồi các bạn đã thấy rồi. Ngoài ra thì cũng trở về tuổi thơ, các bạn thấy là học lớp 3 nhưng mà Nho đã đấu với cả các anh lớp 5, và khi học lớp 5 thì Nho cũng tỏa sáng, vua phá lưới đúng không ạ? Dạ, và giành chức cúp vô địch cho các bạn lớp 5, và lớp 6 thì các cô cũng đùa là đừng lên lớp 6, ở lớp 5 để tiếp tục thi đấu. Đó. Bây giờ thì
có lẽ mọi người cũng rất là quan tâm thêm là nhà cửa của mình bây giờ đang sửa sang như thế nào. Ngày xưa thì có lẽ là một căn nhà như chú đã chia sẻ là căn nhà bị dột và không có nhiều phòng để cho nhau về nghỉ ngơi. Còn bây giờ thì sao? Chúng ta sân thì chúng ta đã có mặt rồi. Bây giờ thì cháu được thấy là nhà mình có rất là nhiều cửa. Đấy, thì bây giờ khu vực bên này trước đi ạ. Đây là một cái cánh cửa rất to để bước vào. Thì chú thể... cho nên là ước của nhỏ là nói với ba mẹ làm sao ba mẹ làm nhà cho rộng thoáng, làm cho rộng. Trước khi đã làm rồi thì cha mẹ phải cố, ba mẹ phải cố gắng làm cho nó thoáng rộng để sau này nho về có bạn bè rồi. Mà lúc đó ở nhà là không có ngờ là nho tự phát biểu ra, nho nói thôi ba làm thì ba làm cao luôn ấy, làm lâu rồi chứ không mình nghĩ ủa tiền ở đâu mà để cho ba làm. Nho nói thì bây giờ làm sao, lẽ nào ba mỗi lần cắt cái nhà thì đâu có cắt lại được đâu. Thì bây giờ ba ấy đây, ba cứ vay mượn đi, rồi có gì thì cái vấn đề ví dụ hàng tháng cái lương á con sẽ dành dụm đồ để con trả lại dạ. Ngân hàng. Đó, một sự quyết tâm rất là lớn của nho. Đó. Vâng. Thì cho nên đấy thì chú cũng nghĩ là con có ước vọng của con như thế rồi thì bây giờ mình cũng phải gắng. Đây là khu vực bếp. Đấy, theo cháu quan sát đây là khu vực bếp thì chưa thành công. Tức là hiện tại thì mọi người đang xong được một cái phần khung để chúng ta nhìn được cái hình dung được cái phòng ngóc như thế nào. Đó, khu vực bếp rất là rộng. Bếp thì thường thường là ở đây chắc cô là người hay nấu ăn đúng không ạ? Cô hay nấu ăn. Rồi, phòng bếp rất rộng. Tiếp theo. Đây là cổng cửa ngách bếp thôi. Đấy. Đây là phòng tắm. Đây là phòng vệ sinh, phòng vệ sinh chung, phòng vệ sinh đó. Rất rộng luôn các bạn, phòng vệ sinh rất rộng. Đấy. Ok. Căn nhà của mình thì được tổng cộng bao nhiêu mét vuông ạ? Đây là phòng của ai ạ? Phòng của con gái. Con gái. Hồi xưa cũng cách đây mấy năm con gái có chồng, nhưng mà may mắn như thế này, may mắn được là coi như là cái nhà dột mà thằng rể của chú á, dạ. không được ở đây, dạ. Nó đi làm ở trong Vũng Tàu, dạ. Làm bên nhà máy xe sát á. Nếu mà có thằng rể ở đây thì mình cũng buồn, tại là ngại. Rể thì phải ở lại mình, nhưng mà khi nằm thì nước mưa, khi dột. Mà mưa nắng thì mình mừng thiệt, mà mưa nó dột. Dạ. Đây các bạn vào phòng. Bây giờ là lo cho phòng cho. Đó. Tức là ngày xưa. Nho quyết định là phải làm phòng cho chị. Nhà nho quyết định làm phòng cho chị. Phòng cho chị rồi có cái nhà cầu luôn. nhà cầu nguyện ạ. À, nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh luôn. Nhà vệ sinh. Nho rất là qua những câu chuyện chia sẻ của bố giúp con Nho, mình thấy là Nho là một người thực sự là có những cái phát biểu mà mọi người khiến mọi người bất ngờ. Rõ ràng Nho quan sát rất là kỹ. Cái phòng bên này sao ạ? Phòng bên này là phòng của ba mẹ Nho. À đây, phòng của cô chú. Ba mẹ Nho. Phòng cô chú. Rồi. Và đây là khu vực phòng khách. Đấy. Phòng khách thì còn đây là Nho, cái này là cũng là Nho. Nho điện về Nho nói sau này thì cái những huy chương rồi trên này huy chương rồi ti rồi này nọ là bây giờ ba nhắm để chỗ nào thì Nho thôi, Nho tự chụp, Nho tự ấy luôn, tự chụp ở trong điện thoại rồi Nho gửi về. Vâng. Rồi ba mẹ phải đưa cho thợ coi rồi thợ mới làm như này. Đó, các bạn thấy ở đây có chiếc áo số 6 của Dũng Quang Nho. Bên kia cũng một chiếc áo nữa, hai chiếc áo rất là bên này áo màu đỏ, bên kia áo màu trắng. Đấy. Trên này là những cái huy chương, đó, có lẽ là cái huy chương vàng SEA Games đang được treo ở chính giữa kia, là một cái huy chương mà quan trọng nhất và ý nghĩa nhất đúng không ạ? Đấy, ngoài ra là đây những cái biểu tượng của huy chương kia vô địch ở Campuchia, Đông Nam Á đó. Đây, ngay bên cạnh là huy chương, đây nữa là trường tiểu học này, Dũng Quang Nho này. Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất môn bóng đá 5 người tiểu học đấy, các bạn nhìn thấy đây.
Đó, rất tuyệt vời. Hồi năm học lớp 5, Dũng Quang Nho đã là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất rồi. Bên này thì bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Dũng Quang Nho, đội tuyển U23 quốc gia đã có thành tích thi đấu xuất sắc nhất, thi đấu xuất sắc giành huy chương vàng ở SEA Games. Rồi, ngoài những cái danh hiệu của Dũng Quang Nho như là những cái kỷ vật của Dũng Quang Nho ở đây, thì ở đây mình có quan sát được một cái, nó là ăn Dũng Quang Nho, một cái điều rất đặc biệt các bạn. Đây, cái này thì có lẽ là phải nhờ chú giải thích cho mọi người hiểu là tấm bằng khen này ý nghĩa như nào. Các bạn hãy cùng nhìn kỹ nhá. Dũng Văn Chính ghi nhận sự đóng góp xuất sắc của Dũng Văn Chính. Cầu thủ này đã kết thúc thành công vòng chung kết dự án Giấc Mơ Sân Cỏ tại Trung tâm Thể dục Thể thao Thành Long, Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, từ ngày này đến năm 2009, khóa học về kỹ chiến thuật bóng đá, các bài kiểm tra thể lực và thể chất đa dạng, các bài học cơ bản về thể thao với sự hỗ trợ của huấn luyện viên quốc tế Học viện Aspire. Đó có chữ ký của giám đốc dự án này, có tổng thư ký là ở Việt Nam, đó là ông Trần Quốc Tuấn, và giám đốc Giấc Mơ Sân Cỏ Việt Nam. Đó, cái này thì chú có thể giải thích là tấm bằng này như thế nào không ạ? Tấm bằng này thì lúc đó là đầu tiên là đây là ai ạ? Đây là tấm này, đây là Dũng Quang Chính, là anh trai đúng không ạ? Anh trai của Dũng Quang Nho. Nhưng mà lúc đó thì Giấc Mơ Sân Cỏ nó tới tuyển sinh tại tỉnh Bình Thuận. Lúc đó là chỉ là Dũng Quang Chính là chỉ là coi như là lúc đó là tuyển là coi như là cả tỉnh, nhưng mà lúc đó là cũng như là cái trong đó tỉnh Bình Thuận là có cái trường cũng như là trường nghiệp vụ luôn, trường đào tạo, nhưng mà cuối cùng ra thi á thì chính là không phải là nằm trong trường. Dạ. Chính là cũng là ba trở đi. Tức là nghe thấy có thông tin. Mình đi. À. Tình cờ là tất cả phụ huynh đều đứng lúc đó là hình như là chính là mang số là 106, tức là 106. Thì chú cũng thấy là lúc đó là trước khi chính vô sân thì chú có nhắc nhở thì con vô sân đó, lúc nào cũng phải đừng có đứng, lúc nào con phải tiếp xúc lại bóng, dù bóng chạy đi tới đâu con phải chạy theo, đừng có ấy. Cái thời gian ngắn ngủi lắm, thời gian tuyển sinh là chỉ có 20 phút thôi. Dạ. Là lúc đó là bắt đầu có một ông mà tuyển sinh đó, ông để chấm thi á, ông đó ông ở trong sân bắt đầu cái chú mới nói giỡn chơi thôi, chú nói là như vậy là thằng 106 này sẽ đậu thôi. Nói Lệ Phụ Huynh này, cuối cùng là đúng 20 phút thì cái trọng tài mới thổi còi là nghĩ là bắt đầu cái ông ở ngoài mình chạy vô sân mới hỏi nó ai, thì cái ông nước ngoài á, ông mà tuyển sinh, ông nói là cái số này là chúng là Dũng Quang Chính. Tức là đứng thứ mấy của Bình Thuận, của tỉnh mình ấy. Sao đứng thứ mấy, xếp thứ mấy của đứng thứ nhất luôn, đứng thứ nhất luôn, đứng lúc đầu luôn. Đó, lúc đó là tuyển từ lúc sáng hết rồi. Vâng. Nhưng mà không có bắt được ai, không ai lấy được người nào hết. Một người duy nhất đúng không ạ? À. Tôi đã được nghe câu chuyện này rồi. Thực ra là như thế. Sau khi chính đứng thứ nhất tại tỉnh thì lọt vào top 50 người xuất sắc nhất của Học viện Aspire. Nhưng có lẽ bố của Dũng Quang Nho sẽ chia sẻ cho các bạn một trong những điều mà luyến tiếc nhất. Nếu như mà hồi đó công nghệ thông tin được tốt hơn, rồi là chú cũng hiểu biết hơn, có lẽ bây giờ chúng ta sẽ không sót một tài năng ở đây. Dũng Quang Chính còn chơi bóng hay hơn cả Dũng Quang Nho theo những góc quan sát của bố Dũng Quang Nho, cũng như là từ một cái học viện rất uy tín như này. Đó, đây là học viện mà các bạn biết rồi, có rất nhiều những cầu thủ trẻ đã được thành công và được ghi nhận tại đây. Chú có thể chia sẻ là lý do tại sao mà đến cuối cùng, sau khi lọt vào top 50 cầu thủ, thì cuối cùng
chính lại không biết thông tin để có thể tiếp tục duy trì được cái giấc mơ của mình không? À, lúc đó là có một đứa ở Đà Nẵng, chú còn nhớ, 50 người. Thái Sung. Lúc đó chú không nhớ tên, chắc Thái Sung. Nhưng mà lúc đó khi xong thì nói chung thì ở sân Thành Long cũng có làm cái lễ trao giải. Rồi lúc đó thì cũng được là vinh dự. À, chú cũng tham gia cái lễ đó, rồi lễ trao giải đó, cũng vinh dự là chính cũng lên được sân khấu để nhận giải. Có ông Trần Quốc Tuấn rồi những cái lãnh đạo bên nước ngoài rồi cũng trao giải. Lúc đó chú cũng vinh dự, nhưng mà chú không có ngờ là tưởng đâu là chính là được đi, nhưng mà cuối cùng là chỉ là một người ở Đà Nẵng duy nhất thôi, chính là được cũng như là y như là ghi nhận, ví dụ là y đi ghi nhận thôi à, cho nên là cũng được cái một cái bằng cũng danh dự. Theo chú nghĩ là cái bằng này là nếu mà ở trong tỉnh chưa có chỉ năm đó là chỉ mình chính thôi. Tức là sau khi mà có được cái danh hiệu này thì đến lúc cuối cùng thì mọi thông tin chú đã thực sự không tìm hiểu được hết và không thể đưa chính được đi tham dự những cái gọi là kỳ tuyển trạch, đúng không ạ, kỳ thử việc tại rất nhiều những câu bộ khác nhau. Đó là những cái điều rất là luyến tiếc của gia đình Dũng Quang Nho. Nhưng không sao, chính cũng chính là người đã hướng dẫn cho Nho rất nhiều những cái bài học từ thời bé và để tạo ra một Dũng Quang Nho như bây giờ thì cũng là công của rất nhiều người, trong đó có anh trai Dũng Văn Chính. Các bạn hãy cùng nhớ điều này. Rồi, cháu xin được phép để lại ở đây. Đó, chúng ta cùng đi tham quan tiếp. Khu vực phòng khách này thì ở ngoài có một sân rất là rộng rồi. Có lẽ bây giờ chúng ta cùng di chuyển lên tầng bên trên, đúng không ạ? Ở nhà Nho thì các bạn biết được rồi, có 5-6 anh chị em. Nhưng mà ở đây, ở nhà của hiện tại là chỉ có mấy phòng ngủ thôi. Tức là các anh khác của Nho là đi học và đi làm việc ở các cái tỉnh khác hết, đúng không chú? Đúng rồi. Ví dụ như là ở đây thì chỉ có một em gái của Nho, đúng không ạ? Em gái của Nho ở tầng dưới và vợ chồng chú, tức là bố của Nho, đúng không ạ? Đúng. Lúc đó là chưa có các nhà là như thế. Vâng. Đó là coi như là chỉ còn người đi làm hết rồi. Vâng. Và anh Nho cũng đi dạy. Dạ. Vậy ở tỉnh ấy, trường Lê Quý Đôn ở tỉnh. Vâng. Cái phòng này là tại sao mình làm một cái sảnh tầng 2 to như vậy, để làm gì đấy ạ? Tức là mình nghĩ là mình làm cho nó thoáng. À. Chú không có thích làm phòng nhiều. Tức là phòng á thì nói chung thì đủ rồi, phòng đủ rồi. Cái sau này nếu mà có bạn bè Nho về thì Nho sẽ tạo điều kiện. Ví dụ ăn cơm ở đây, đúng không ạ? Ăn cơm ở giờ. Ví dụ mình có cái nệm mình chạy ngủ ở đây cũng được. Dạ. Ý. Rộng. Đấy, các bạn thấy là Dũng Quang Nho cũng lên rất là nhiều ý tưởng. Đây là phòng của Nho. Đây, Nho, phòng của Nho. Làm mà như thế nào là theo ý của Nho. Đây là ý Nho toàn bộ. Nhớ ý Nho toàn bộ. Nho ý thích của Nho toàn bộ. Mình đến hơi sớm so với việc sắp đặt những đây là cửa này á, lúc đó là đã đắp cửa vô rồi, bằng cửa bằng cây, nhưng mà Nho quay cái nhà cho Nho coi thì Nho không thích. Nho thường ở khách sạn thì Nho phải thích cái cửa nha. Cửa này. À. Tóm lại là đi các bạn thấy cái việc cầu thủ đi ra nước ngoài nhiều, được ở một số những khách sạn, đúng không? Học được những cái kiến trúc ở đây. Góc này thì đây là Nho biểu ba để làm sao là để một cái tủ âm. À, một tủ âm. Sau này âm. Tủ âm, nhưng mà Nho nói là để cho Nho về, Nho tự Nho thiết kế bằng gỗ hay là bằng nhôm gì là cái đó tùy ý Nho. À. Giờ này là chỉ là xây sẵn để đó thôi, chờ Nho về Nho tính như thế nào thì sau này mới làm tiếp. Vâng, rất là tuyệt vời, phòng rất rộng. Đây là phòng ở chính thôi, giường các thứ ở đây, còn ở trong đây Nho thích coi như là vệ sinh nữa. Một cái nhà vệ sinh to lớn như thế là một phòng của Nho. Đây. Phòng vệ sinh này thì nói chung là cầu thủ thì người ta hay nghĩ đến cái chuyện phòng vệ sinh to để phục hồi nữa. Ôi, còn có cả một tấm gương mà có đấy, đèn luôn. Trang trí trong phòng Nho là như thế.
đi học đi đá bóng ở nước ngoài nhiều, đâm ra là cũng học được rất là nhiều những cái kinh nghiệm để trang trí nội thất. Đấy, các bạn nhìn thấy Trần Nho cũng Nho hồi nhỏ phải nói là Nho rất là vấn đề mà thể thao nên rất là chịu khó, mà Nho cũng nghe lời ba, tức là ba đồng ý, ba không có chuyên nghiệp nhưng mà cái tinh thần của ba giữa buổi sáng hoặc là trưa nắng 12 giờ ba, cái đó là do có một cái đường nông thôn mới mình làm ra ở ngoài đồng lòng ruộng ấy. Lúc đó là ba có nói với Nho là thôi bây giờ con, hai cha con mình, ba chở con ra để cho con chạy bộ, chừng nào mệt thì nhảy lên xe cho ba trở về à, còn chạy là cứ chạy để như thế nào để cho sau này con đi thi đấu á là con có cái sức bền, thể lực dù nắng hay mưa là con có thể lực à. Đó, cho nên Nho rất là nghe lời. À, đấy, đây có lẽ chính là huấn luyện viên thể lực đầu tiên của Dũng Quang Nho, chính là bố của Dũng Quang Nho, người đã giúp cho Nho có một thể lực thực sự sung mãn. Vừa nãy các bạn đã thăm cái cánh đồng đó rồi, đó là cánh đồng mà anh Tiến nhà mình cũng đã dẫn bọn cháu ra đó, và đó là một cánh đồng mà như Tiến cũng đã kể là chú cũng đã yêu cầu các thành viên, các bạn nhỏ trong gia đình chạy ở đó và rèn thể lực ở đó. Và có những cái hình phạt nữa đúng không chú? Nếu mà không thực hiện được thì có những hình phạt đúng không chú? Nhiều người nói như thế này nè, sao mưa, sao anh kít này, sao mà anh cứ con anh chưa nắng mà anh biểu con anh chạy ấy, cái làng xóm của mình đó thì ai cũng thương con. Dạ. Ta nghĩ là mình hành con, ta nghĩ là mình hành con, nhưng mà cái thực tế ra thì chú ước con mình sẽ tương lai sau này là còn cơ hội đi thi. Vâng. Đó, cho nên á, trước khi vô sân thi đấu thì con mình có thể lướt qua khỏi cái đó, ví dụ là các bạn đều thi ở trong sân thì một cái trái bóng Nho có thể Nho rướn thêm một chút xíu, cố thêm một chút xíu rất tuyệt vời, không có mệt đấy gì. Đấy, các bạn thấy là bố của Nho đã chia sẻ về cái vấn đề chăm sóc thể lực từ hồi xưa. Đây là cái phòng như nào ạ? Phòng em của Nho à. Em của Nho hiện tại là ở Hoàng Anh Gia Lai à. Em út của Nho à, cũng giới thiệu cho các bạn thêm là nhà của Nho thì ngoài Nho ra thì em trai của Nho năm nay cũng đang thi đấu cho đội U15 của Hoàng Anh Gia Lai, nhưng đang đi cho mượn tại câu lạc bộ Hòa Bình. Theo cháu biết là như thế. Hy vọng là chúng ta sẽ có một gia đình có hai anh em cùng theo chuyên nghiệp và thành công, đúng không ạ? Đó thì ở bên này nữa thì sao ạ? Ở trên này có hai phòng đúng không ạ? Đây là phòng vệ sinh chung, đúng không ạ? Phòng vệ sinh chung. Còn đây là sân rất là rộng. Cái này sân. Bạn thấy sân để mình ra thoáng rồi để nghỉ buổi chiều rồi cho. Vâng. Đây, các bạn ra đây thì các bạn đã sẽ nhìn được thấy ở bên kia có núi, có mây. À, đó. Đây nhìn thấy cái tháp đó. À đấy, cái tháp mà chúng ta vừa thăm. Mỗi lần mà Nho ra sân, bất cứ Nho ở đâu, ở câu lạc bộ nào, Nho ra sân là chú phải coi như là ra đây. Chú phải cầu nguyện. Dạ. Chú phải cầu. Chú phải y như là mình cho hay vậy đó. Vâng. Chú phải cầu nguyện. Rất tuyệt vời. À, vâng. Làm gì làm á là nhất là coi như là vấn đề chân cẳng Nho đồ này nọ, rồi ông bà thần linh, rồi coi như là làm sao giữ chân Nho lại, đừng cho ai mà đá trúng chân này nọ. Quan trọng nhất là cái chân của mình. Vâng. chấn thương là quan trọng nhất. Vâng. Đó, rõ ràng là chúng ta đây ngoài bên này đó, các bạn thấy ở góc bên này nhìn cái diện mạo bên ngoài của nhà mình cũng rất là khang trang, chắc chắn là một diện mạo cực kỳ thay đổi. Từ lúc mà bắt đầu hoàn thiện ngôi nhà thì Nho đã có cơ hội được về chưa chú? Chưa có một cơ hội được về đúng không ạ? Nho chưa có cơ hội nào về, chỉ là coi camera. Đó, camera bên kia thôi. Điều hành từ xa. Rồi Nho sẽ bắt đứa em con của bà cô của Nho là lên quay, rồi bắt đầu gửi qua cho Nho coi. Rất tuyệt vời. Thời điểm chúng tôi đang về là thời điểm mà
trước cái ngày gia đình sẽ tổ chức một cái lễ tân gia rất là đặc biệt, hoành tráng với những người bạn của gia đình nhà Nho. Chúng tôi đến đây từ lúc sớm hơn, và có lẽ là như thế thì cũng các bạn cũng đã hình dung được cái quan trọng nhất là cái câu chuyện của nhà Nho và những khát khao của cả gia đình nhà Nho. Không phải đơn giản chúng ta có được một trong những cầu thủ rất hay của bóng đá Việt Nam, đằng sau đó là rất nhiều những sự cố gắng, sự quyết tâm và những cái năng khiếu mà từ nhỏ gia đình cũng như là các cái cô giáo, thầy giáo ở trong trường bồi dưỡng, cộng với đó là một cái sân bóng ươm mầm cho cái đam mê của Dũng Quang Nho. Tôi rất cảm ơn chú hôm nay đã đưa mọi người đến tìm hiểu và thăm cái ngôi nhà của mình. Hy vọng là với một cái diện mạo mới như này thì gia đình mình sẽ không bao giờ, đương nhiên rồi, như này thì không bao giờ sợ dột mưa nữa rồi, nắng hay là gì cũng rất là mát mẻ. Bên cạnh đó thì mỗi khi gia đình Nho quây quần thì cũng sẽ là một nơi rất là đầm ấm. Và hy vọng là Nho cũng như gia đình mình sẽ có luôn luôn có được sức khỏe. Và hy vọng chúc cho Dũng Quang Nho thành công trong sự nghiệp sắp tới. Chú có muốn gửi lời gì đến cho Dũng Quang Nho không ạ? Chú, cái cơ hội này chú muốn cho Dũng Quang Nho, mà nếu mà cho Dũng Quang Nho hoàn thành thì chú phải nên nhắc nhở Dũng Quang Nho. Nho là thể nên cố gắng học hỏi thêm những đàn anh có cái danh tiếng đó, những cái đàn anh mà được là hay nhất đó. Nho sẽ, con sẽ nên cố gắng rồi con học hỏi những đàn anh mình để sau này để con được ước mơ của chú là được cho Nho là vô đội tuyển đội tuyển quốc gia. Nho là hiện tại là đã U23 quốc gia thôi, nhưng mà đội tuyển thì Nho chưa. Ước mơ của người cha. Nho nhớ nhớ em nhé. Tiến thêm nữa, coi như là phấn đấu thêm, làm sao để học hỏi những đàn anh có kỹ thuật tốt, rồi để sau này để con mình đó coi như là phấn đấu thêm đó, để đưa huy chương về cho đất nước Việt Nam mình. Vâng, tuyệt vời. Hy vọng là Nho, nếu như em đến xem đến đoạn này thì em cũng đã biết được mong muốn của gia đình. Anh tin em cũng sẽ có những cái giấc mơ hoài bão tương tự, và chúc Nho sẽ đạt được cái giấc mơ của cá nhân cũng như là mong muốn của người cha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video, và chúng ta sẽ còn tiếp tục gặp lại nhau ở trong những cái chuyến thăm với những cầu thủ tiếp theo. Hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu được thêm những câu chuyện thú vị đằng sau những thành công, đằng sau những cố gắng, đằng sau những tấm huy chương. Rõ ràng là rất nhiều những câu chuyện thú vị. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trên kênh Tết Trần TV. Các bạn thân mến, đây mình xin giới thiệu các bạn qua một chút về thành viên trong gia đình của Dũng Quang Nho. Có lẽ là nhờ Tiến giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người hình dung. Dạ, đây là giới thiệu, đây là ông nội của em. Ông nội, dạ. Tức là người sinh ra gia mẹ. Sinh ra mẹ thì dạ. Đấy các bạn khác một chút. Người đồng bào Chăm thì đây là ông nội, là người sinh ra mẹ. Còn như chúng ta hiểu là đây là ông ngoại, đúng không ạ? Tiếp theo dạ. Là bố. Đây là bố. Rồi, đây là bố. Đây là anh ba. Anh ba chính là người đỗ cái học viện Aspire top 50 đó. Rất ngại trả lời phỏng vấn nên bọn tôi không dám hỏi. Đấy, rất ngại. Đấy, còn đây là Tiến là anh Tư. Ngoài ra chúng ta còn một số những thành viên nữa, đúng không ạ? Thì em có thể kể thêm tên cho mọi người nhớ được là còn những ai nữa. Dạ, anh hai là tên Dũng Văn Minh. Ông hai Dũng Văn Minh. Dạ, em gái thì Dũng Kim Ánh. Dũng Kim Ánh. Dạ, còn em út U15 anh biết rồi là tên Dũng Quang Vinh. Dũng Quang Vinh. Dạ. Đó là những thành viên trong gia đình của Dũng Quang Nho. Mẹ của Nho lại đang đi chuẩn bị đồ ăn thức uống. Dạ, nội trợ. Đó. Rồi, chúng ta có lẽ đến đây là rất là hiểu thêm về gia đình của Nho, nơi Nho sinh ra lớn lên có những gia đình, có những thành viên như nào. Ngoài ông ngoại của Nho ở đây thì còn ông nội nữa. Đấy, vừa nãy mình đến gặp rồi nhưng bây giờ thì ông đã về nhà. Rất cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video, và hy vọng rằng Nho, các em nhìn hình ảnh này các em sẽ còn nhớ nhà nhiều hơn nữa. Lúc ấy vừa nói chuyện với Nho qua mạng xã hội, Nho rất nhớ nhà khi được nhìn những hình ảnh của gia đình. Bây giờ chắc chắn là Nho sẽ còn nhớ nhà thêm rất là nhiều. Hãy về sớm để được gặp gia đình của mình trong ngày ăn tân gia ở nhà mới. Xin chào.